Phát biểu trước thềm lễ kỷ niệm ngày Hải quân Nga 31 tháng 7, Đô đốc Igor Osipov, tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga khẳng định, nỗ lực của lực lượng này đã mang lại ưu thế tuyệt đối cho Moscow tại biển Azov và khu vực Tây Bắc Biển Đen trong cuộc xung đột với Ukraine. Cụ thể, ông Đô đốc Osipov cho biết, những hoạt động tác chiến của hạm đội Biển Đen trong chiến dịch quân sự tại Ukraine đã mang lại ưu thế tuyệt đối cho Hải quân Nga trước đối phương tại biển Azov và khu vực Tây Bắc Biển Đen. Các tàu chiến và máy bay của hạm đội đã tiêu diệt những mục tiêu quan trọng của Ukraine bằng những màn tập kích chính xác cũng như hỗ trợ tích cực cho hoạt động tác chiến trên đất liền của quân đội Nga. Trước thềm kỷ niệm ngày Hải quân Nga, tư lệnh hạm đội Biển Đen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một lực lượng hải quân hiện đại, hùng mạnh và sẵn sàng chiến đấu với nền quốc phòng Nga. Hạm đội Biển Đen là một trong những lực lượng chủ lực của Hải quân Nga. Với biên chế khoảng 25.000 quân cùng 41 tàu chiến, 7 tàu ngầm cùng nhiều máy bay chiến đấu, hạm đội Biển Đen là một trong những thành phần quan trọng của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Những chiến hạm này được cho là vẫn có khả năng giúp Hải quân Nga bao quát hoạt động tại vùng Biển Đen và thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên đất liền tại Ukraine. Tuy nhiên, sau 5 tháng xung đột, hạm đội Biển Đen cũng đã phải hứng chịu sự tổn thất nặng nề không nhỏ. Sau các sự cố làm soái hạm Moskva bị đánh chìm và tàu đổ bộ Saratov mất khả năng chiến đấu. Tiếp tục với những tin tức quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm vào ngày 28 tháng 7. Đây là cuộc điện đàm thứ 5 giữa lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Biden nhậm chức đầu năm 2021. Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc điện đàm là một phần các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm duy trì và làm sâu rộng các kênh liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề quan trọng đối với quan hệ song phương và các vấn đề khu vực toàn cầu khác, đồng thời giao nhiệm vụ cho các nhóm chuyên trách tiếp tục phối hợp trong các nội dung thảo luận, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu và an ninh y tế. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Mỹ không thay đổi chính sách đối với Đài Loan và phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc cản trở hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Trong khi đó, theo trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng việc Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính và thách thức dài hạn nghiêm trọng nhất đã khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên cần phải phối hợp nhằm giảm leo thang ở các điểm nóng trong khu vực, giúp chấm dứt đại dịch COVID-19 trên thế giới sớm nhất có thể, giảm nguy cơ lạm phát đình trệ và suy thoái, và duy trì hệ thống quốc tế, lấy Liên Hợp Quốc và trật tự quốc tế làm trung tâm. Ông Tập Cận Bình cũng cảnh báo Mỹ không nên đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan. Thưa quý vị, các quốc gia châu Âu tiếp tục bị chia rẽ trong vấn đề cấm vận khí đốt với Nga. Mới đây, Thủ tướng Hungary cho rằng việc EU cấm vận khí đốt Nga giống như là tự đâm đầu vào tường. Trong khi đó, Tổng Thủ tướng Áo thì chỉ trích EU đang khiến các thành viên thất bại về việc mua khí đốt. Theo Thủ tướng Hungary, kế hoạch của EU khi cắt giảm tiêu thụ 15% khí đốt có thể đẩy liên minh này phải thiết lập kinh tế thời chiến và rơi vào suy thoái. Thủ tướng Hungary cũng đề nghị các nước phương Tây nên thay đổi chiến lược trong cuộc xung đột ở Ukraine và tìm kiếm các giải pháp đem lại lợi ích cho Ukraine-EU. Hungary đã tìm ra những biện pháp để đạt được sự nhất trí với EU về tất cả các lệnh trừng phạt Nga. Tuy nhiên, chúng tôi gặp phải bức tường mang tên cấm vận khí đốt. Tôi cho là các quốc gia trong liên minh không nên nỗ lực chống lại nó. Tôi tin là tôi không phải là người duy nhất có quan điểm này. Trong khi đó, Thủ tướng Áo cũng cảnh báo rằng châu Âu không thể ban hành lệnh cấm khí đốt tự nhiên Nga vì động thái này sẽ gây tổn hại cho các thành viên EU hơn là Nga. Các lệnh trừng phạt phải nhắm vào bên là mục tiêu lệnh trừng phạt, chứ không phải là bên quyết định chúng. Lập trường của Áo là lệnh cấm vận khí đốt là bất khả thi. Không chỉ bởi vì Áo phụ thuộc vào khí đốt Nga, mà ngành công nghiệp Đức cũng thế, và nếu nó sụp đổ, ngành công nghiệp Áo cũng sụp đổ. Chúng tôi sẽ đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Trước đó, Hội đồng châu Âu đã nhất trí kế hoạch tự nguyện cắt giảm tiêu thụ 15% khí đốt ở châu Âu từ mùng 1 tháng 8 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Lệnh cấm vận khí đốt Nga sang châu Âu có thể được ban hành trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 8 hoặc thứ 9 của EU. Trước khi leo thang căng thẳng liên quan đến xung đột ở Ukraine, Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt tiêu thụ tại EU. Hồi tháng 6 năm 2022, Moscow đã giảm lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn 40% với lý do một tua bin được sửa chữa ở Canada chưa được đưa trở lại Nga.
ngày 26 tháng 7 vừa qua, tập đoàn Gazprom của Nga tiếp tục thông báo cắt giảm lượng khí đốt chuyển qua đường ống dòng chảy Phương Bắc 1 giảm xuống chỉ còn 20% với lý do là tập đoàn phải sửa chữa một tua bin khác. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng với tốc độ tăng trưởng việc làm vững chắc, bất chấp nền kinh tế đầu tàu thế giới ghi nhận quý thứ hai liên tiếp suy giảm, làm gia tăng lo ngại về cuộc suy thoái. Trước báo cáo về tình hình kinh tế ảm đạm, Tổng thống Mỹ Biden đã bác bỏ lo ngại về một cuộc suy thoái đang diễn ra khi cho rằng có nhiều dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, đặc biệt là thị trường lao động và chi tiêu của người tiêu dùng. Không có gì ngạc nhiên khi nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed hành động để kiềm chế lạm phát. Thị trường việc làm của Mỹ vẫn mạnh mẽ. Tôi tin rằng ngay cả khi Mỹ đối mặt với những thách thức toàn cầu lịch sử, chúng ta vẫn đang đi đúng hướng và sẽ vượt qua quá trình chuyển đổi này mạnh mẽ hơn và an toàn hơn. Trước đó, số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy GDP của Mỹ trong quý 2 đã giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, quý suy giảm kinh tế thứ hai liên tiếp. Trước đó, thì trong quý 1 năm 2022, kinh tế Mỹ đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đây được xem là một thông tin không mấy tích cực đối với chính quyền của Tổng thống Biden, trong bối cảnh chỉ còn một vài tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Hầu hết các nhà kinh tế trước đó dự đoán GDP sẽ giảm trong quý thứ hai liên tiếp do nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với áp lực nhiều hơn từ lạm phát cao, lãi suất tăng, tăng trưởng việc làm chậm lại, doanh số bán nhà giảm và các khó khăn khác. Đà tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể khuyến khích Fed lùi lại việc mạnh tay tăng lãi suất, mặc dù phần lớn sẽ phụ thuộc vào đường đi của lạm phát vốn vẫn cao hơn ngưỡng mục tiêu là 2% do Fed đề ra. Trước đó, ngày 27 tháng 7, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lên phạm vi từ 2,25% đến 2,5%. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng thừa nhận hoạt động kinh tế đang suy yếu là kết quả của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Reuters dẫn lời ông Haley Sim, chỉ huy hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ngày 28 tháng 7, xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã trở lại Biển Đông sau khi ghé cảng Singapore trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang do vấn đề Đài Loan. Ông Haley Sim nói tàu USS Ronald Reagan đang tiếp tục hoạt động bình thường theo lịch trình tuần tra định kỳ nhằm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ căng thẳng liên quan đến việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dự định tới Đài Loan vào tháng 8 tới. Bắc Kinh đã phản đối kế hoạch trên và cảnh báo sẽ coi hành động này là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc trước đó luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo hôm qua cho biết đã trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Pelosi và cung cấp cho bà bản đánh giá an ninh. Tuy nhiên hiện tại bà Pelosi chưa xác nhận liệu có giữ nguyên kế hoạch thăm Đài Loan hay không.